Ok, chào anh em. Thì nay video của mình sẽ không phải là câu cá nha anh em. Thì video mình hôm nay là đây, cho anh xem nè. Đây, một con, hai con, ba con. Thì nay đi bên vườn. Có mình được ba con gắn này anh em. Đây, ba con. Thì hai con này nó dạng như gắn nước anh em. Gắn nước gắn bông súng anh em. Thì hai con này không có độc nha. Còn con này là anh em chắc nhiều người biết rồi. Chắc nha mọi người cũng biết cái con này, nhưng mà con này có trứng nè, ba con này có ba cái trứng luôn nè, nhưng mà nó độc nha, nên mình sẽ không ăn con này, sẽ ăn hai con này, mình sẽ nhúm lửa lên nướng chui. Thì trời rất là gió nên là có thể là nó bị thu gió ồn ào ấy, anh em thông cảm nha. Thì con này là con nia đen trắng nha anh em, nia đen sập trắng chứ không phải là trắng sập đen nha anh em. Thường mọi người thấy thì con nia trắng sọc đen, nhưng mà con này là con nia đen sọc trắng. Nó cũng là một dạng độc đấy chứ không phải là dạng vừa đâu. Đấy, hồi mình sẽ thui nó cho nó thành tro luôn. Còn hai con này thì mình sẽ nướng chui. Nướng chui ăn hai con này. Đấy. Rồi giờ mình sẽ nhúm lửa lên mình nướng thôi. Có cái trứng, trứng nó, trứng con này ăn rất là ngon anh em. Nhưng mà nó con này bị đập nhừ tử hết rồi. Mình sẽ không ăn con đó. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa. Ok, lửa cháy rồi mình sẽ thui mấy con này. Mình cho con này vô trước. Đây, mọi người xem cái trứng đó kìa. Đây, cho nó chín luôn. Chín trứng luôn. Đấy, nghe mùi đó mọi người. Mình sẽ quay lại góc bên đây. Chung là con nào ăn cũng được hết. Con này sẽ không ăn cái con này. Mình sẽ lấy cái trứng nữa. Tại vì mình không có ăn lớp da nên là mình nướng lửa này cũng không sao, nướng lửa ngọn luôn. Rồi mình cạo da dậy tôi bỏ. Ui, cái trứng nó nổ này. Cho cái trứng nó chín, hồi mình ăn cái trứng thử xem sao. Cái trứng đó nè. Ui, con này cũng có trứng hết. Cái này nó lòi trứng ra luôn nè. Con đen này cũng có trứng. Đó nó hỏi đủ hướng rồi chứ. Không phải, con này là hai cái trứng ấy chứ không phải là trứng đẻ. Hai cái trứng này là hai cái trứng trứng trái của nó. Chưa đã chưa. Nướng cho nó khét cái da xong là mình cạo ra mình ăn nha mọi người. Con này trứng nó rớt này rồi. Mình ăn cái trứng này thử. Trứng ăn rất là béo nha mọi người. Trứng toàn ven như đây nè. Đây, đợi nó chín thôi nha. Ok, nó chín nha mọi người. Đây. Mình sẽ lột da ra. Còn đây là hai cái trứng của con gắn kia nè. Cho ăn hai cái lột hai cái trứng này ra ăn thử. Rất là béo. Béo cực kỳ. Quá béo luôn.
trứng không? Về dai. Ngon. Đem bịch à, muối chanh theo. Này là cái trứng giấy nữa. Cái trứng này con trứng của con đực. Ai da, nóng quá. Quá nóng. Quá trời dài luôn. Đây quá. Nó thịt nhiều. Đây. Thúi quá, sát cái đít nữa. Một khúc này, một khúc chân này. Này nó mềm hơn. Ngon luôn, thịt nó trắng tinh nè. Ngon quá. Dai. Cái gột nó à, mọi người. Đúng không? Về luôn nó dai. Gan. Cái này gan trắng ta. Béo.
mỡ không. Mấy người này mà nấu cháo đậu xanh ngon cực kỳ luôn, mà mình đây mình nướng mình ăn luôn. Hơi xanh hơi khì à, xào lăn hồi sữa ớt. Ăn cái này lâu lắm tại vì dai quá. Làm mình ăn bấy nhiêu thôi nha mọi người, rồi mình quay mình ăn lâu lắm nha mọi người. Cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha, giờ hẹn mọi người ở những clip sau nữa, giờ mình ăn hết mấy con này ạ. Ok nha, bye bye.